Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày 28 tháng 8 năm 2024 của Đài truyền hình Tiền Giang. Trong 24 giờ qua, thời tiết toàn tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Tiền Giang dự báo trong 24 giờ tới, tỉnh Tiền Giang tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi áp cao cận nhiệt đới, có trục qua Trung Bộ, xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, suy yếu và rút dần về phía Đông. Hội tụ gió vẫn còn hoạt động tốt trên khu vực. Thời tiết trong tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn mưa dông cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ C. Riêng đối với thời tiết các khu vực trong tỉnh tại các huyện phía Tây gồm Cái Bè, Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và Tân Phước, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C. Ở khu vực trung tâm gồm các huyện Châu Thành, thành phố Mỹ Tho và Chợ Gạo, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C. Thời tiết khu vực phía đông gồm các huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây, Tân Phú Đông và thành phố Gò Công, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa, mưa rào và có nơi có mưa vừa và dông. Gió tây nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 33 độ C. Khu vực trồng cây ăn trái, thời tiết sáng nắng, chiều có mưa dông, do vậy bà con cần cung cấp đầy đủ nước và giữ ẩm cho cây trồng, đồng thời tỉa bỏ những cành tăm, cành khô, cành bị sâu bệnh để giảm diện tích hứng gió, tạo cho cây vững vàng khi gặp gió mạnh. Khu vực nuôi trồng thủy sản, mưa dông tăng dần, mưa vừa, mưa to xảy ra nhiều hơn, do vậy bà con cần chủ động nạo vét kênh mương, đặt ống xả tràn, phát quang cành cây quanh bờ ao, gia cố bờ ao, đầm, các công trình phụ trợ, chuẩn bị đầy đủ máy bơm nước, máy sục khí để cung cấp oxy hòa tan, đặc biệt là đáy ao. Bà con cần theo dõi biểu hiện hoạt động của thủy sản nuôi, định kỳ bổ sung vào thức ăn vitamin C, hỗn hợp vitamin và các chất tăng cường sức đề kháng cho thủy sản nuôi. Thường xuyên theo dõi thông báo quan trắc môi trường của chi cục thủy sản trên website Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để có giải pháp xử lý kịp thời. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi dự báo thời tiết tại một số địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.